ta vào đi ạ. Đánh cả hai cặp công suất lớn luôn. Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Xin vui mừng chào đón các bác quay trở lại với kênh phân phối thiết bị điện tử của Trung tâm điện tử Anh Phương. Trời đang mưa bay và trong một cái không khí của những ngày nghỉ sau lễ, sau Tết thì chúng ta, Anh Phương làm trong ngành giáo dục vẫn được tiếp tục nghỉ tránh dịch trong thời gian 2 tuần. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì lời đầu tiên cho Anh Phương xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bác khách hàng đã tin tưởng và đặt hàng tại Trung tâm điện tử Anh Phương trong những ngày qua. Và đặc biệt trong những ngày này thì số lượng hàng của Anh Phương đi khá nhiều. Bởi vì là những hàng chất lượng như thế này thì chắc chắn rằng các bác chỉ cần xem qua và cũng như ngắm nhìn qua là chúng ta cũng đã cảm thấy rất là kết. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì video này đang giới thiệu các bác và cũng như là test về công suất của cục đẩy STD8004. Vâng, đây cũng là lời đề nghị của một bác khách hàng cũng như là lời cảm ơn tới bác Thuận ở Tây Ninh. Bác Thuận ngày hôm nay đang đặt tại trung tâm điện tử hai con đẩy STD8004 để làm cho những bộ cấu hình âm thanh sự kiện. Bác Thuận thì chuyên nhận những show diễn lớn cũng như là những tổ chức lớn của tỉnh Tây Ninh với những cái buổi hòa nhạc hoặc là hội chợ cũng như là những buổi gọi là bắn pháo hoa của tỉnh. Thì bác Thuận cũng là người chủ đạo. Và bác Thuận rất mong muốn tìm được những con đẩy chính hãng cũng như là công suất rất là đạt để bác sử dụng cho bộ cấu hình âm thanh của mình. Thì ngày hôm nay bác đã tìm đến đúng trung tâm điện tử Anh Phương để tìm và đặt được hai con đẩy AAP STD8004, một trong những dòng đẩy nổi tiếng được lắp ráp cũng như được nhập khẩu linh kiện của Mỹ về lắp ráp tại bên Trung Quốc các bác nhé. Với công suất đạt đủ 800W cho mỗi một kênh. Với 4 kênh như thế này, tổng công suất của nó đạt đến 3200W. Có khả năng đánh thoải mái cho những cặp full đôi bát 40 như thế này. Hiện tại thì bác Thuận đang rất mong muốn là tìm một con đẩy đánh tốt, đánh bền bỉ và đánh tiếng sáng, tiếng sạch, khỏe. Khi sử dụng đánh với hai đôi bát 40 kép thì anh Phương đang phối ghép để test công suất của con này với hai cặp loa full đôi. Cặp đầu tiên là cặp của hãng B3 với mã là 2153. Tức là con này sử dụng hai bát 40 từ của nó là từ 220 coi 100. Và ở đây là một tép từ 17. Đấy. Ở đây cặp thứ hai là anh Phương đang sử dụng cặp SP4G của PV, cũng sử dụng từ 220 coi 100. Tép của nó từ 17. Đấy. Với hai cặp phun đôi như thế này chúng ta đánh vào cùng một cục đẩy thì các bác sẽ nghe và thử xem cái chất lượng âm thanh nó như thế nào. Con này sử dụng tổng số sò, công suất của nó là 64 sò, kết hợp với tất cả là 12 sò bù áp. 12 sò bù áp. Sò bù áp của AP đang sử dụng sò bù áp của MOSFET. Cho nên là nó công suất rất khỏe, đánh thoải mái. Trên màn hình này nó hiển thị được nguồn điện áp đầu vào cũng như là nhiệt độ của mỗi kênh. Mời các bác hãy thử cùng anh Phương trước tiên là test một chút để các bác cùng nghe xem là công suất của nó đánh như thế nào khi chúng ta sử dụng đánh ở công suất lớn.
Tắt cụ đề này đi các bác nha. Em đánh một cụ đề bên trên. Thách thức với công suất. Phải nói rằng là hai cặp phun đôi của nó chỉ diễn khai, cũng như con đẩy này đánh rất giỏi, đánh được cả hai cặp phun đôi, công suất rất lớn. Các bác có thể gọi cho anh Phương để chúng ta sở hữu những con đẩy, những cặp loa cho những bộ cấu hình âm thanh gia đình cũng như bộ cấu hình âm thanh sự kiện tốt nhất. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.